cô mừng nè ha. Tối nay cô sẽ có giấc ngủ ngon nè. Không, đợi đợi không không đợi anh vô mới được, anh vô anh phụ với em mới được. À, cái nào có ông của chị đâu, chị đưa cân cặp của chị đâu. Rồi ngày mai vô khám phá cái bộ giạc nha. Rồi. Rụng gan hả? Trời tôi nghiệp không. Cô chú anh chị trên kênh YouTube của Hậu Gia Nguyên tôi có chia sẻ sản phẩm ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn là hỗ trợ trong việc điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, ung bú, bệnh chỉ, thần kinh tọa, mất ngủ, tiểu đêm, viêm son, bao tử. Bà con mình sử dụng liên hệ trực tiếp số điện thoại Hậu Giang có để trên màn hình. Hậu Giang kính chào quý cô chú anh chị, Hậu Giang chào quý khán giả gần xa. Thưa cô chú anh chị, đây là món quà của cô Hạnh Nghiêm mua cho nàng lùng cô chú anh chị ơi. Chở vô tới rồi nè. Dạ chào anh. Mà có một điều Hậu Giang quên là em quên mua mùng, ủa mua mền. Đó. Chở vô tới đó cô chú anh chị. Quên mua ba cái mền rồi. Ba cái mền kêu em đó chạy ra lấy được không anh? Để anh chạy đi lấy cho. Ba cái mền à? Dạ. Cái mền tuyết. Dạ, ba cái mền rồi nhiêu tiền em gửi luôn. Rồi. Để, dạ. Để anh chạy cho nó nhanh. Dạ. Nó chạy bằng đêm. Dạ dạ, rồi. Trời mua rồi quên mất tiêu luôn à. Ôi nặng em ơi, nặng em ơi. Cô chú anh chị xem video Hậu Giang chia sẻ cho Hậu Giang một like ủng hộ cho Hậu Giang à. Buổi sáng thì Hậu Giang cũng đại diện chị Mai. Chị Mai ở đâu anh quên em? Chị Mai ở Hà Lan. À chị Mai ở Hà Lan, trời Hậu Giang quên hoài. Cô chú anh chị ơi, chị Mai đừng buồn em, Hậu Giang nha chị Mai. Hậu Giang có gửi cho 1 triệu cho mà nàng lùng. Chị Hậu đó, cô chú anh chị qua Hậu đó làm vốn. Rồi là cảm ơn chị Châu Nguyễn nè, chị Châu Nguyễn cho tiền chuột điện thoại cho nàng lùng nè cô chú anh chị. Cô để chút con sắp xếp lại cho cô nha. Dạ. Rồi mong hòa thử bộ đồ cái vừa không? Em có mua bộ đồ bự nhất cho anh luôn. Bữa nay hớt tóc rồi quá trời đẹp cô chú anh chị ơi. Họ có chào khán giả chưa? Hả? Rồi chào chào sao đâu. Hiền lắm cô chú anh chị, anh hiền mà. Hiền lắm. Đây là gạo của chú anh chị ơi. Mua đầy đủ cho anh Hiền với chị Hoa Hậu cô chú anh chị. Chị Hậu là biệt danh, nó đi bán giấy số ngoài chợ người ta kêu Hoa Hậu không à. Dạ yeah, anh ơi trả giùm em ba cái mền ha, thông cảm với anh. Trời ơi mua đồ mà quên. Sẵn cho ba cái mền tuyết đẹp đẹp cho em bao nhiêu tiền cái nói luôn nè. Cái 100 hả chị? Rồi. Rồi ba cái là 300. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi em sẵn liền á. Sẵn đi ra, anh ảnh ra lấy ra giùm em. Rồi. Này bà xã của Hậu Giang đồng hành với Hậu Giang của chú anh chị. Chào ông bà cô chú anh chị. Sách nổi không? Nổi. Ừ. Nổi sách đi. Dạ trời ơi đổ con. Cô ơi cô ngồi cho khỏe đi cô. Hoa Hậu, Hoa Hậu. Hoa Hậu chào khán giả chưa Hoa Hậu? Chào cô chú anh chị. Vậy đó. Rồi sao vui dữ không? Dạ vui. Rồi cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đi. Dạ cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Cô Hạnh Nghiêm nè. Cô Hạnh Nghiêm. Chị Châu Nguyễn. Chị Châu Nguyễn. Rồi chị Mai ở Hà Lan. Chị Mai ở Hà Lan. Chị Mai là cho chị Triệu làm vốn đó. Dạ. Dạ dạ. Hôm nay chuột cái điện thoại được mừng dữ rồi ha. Dạ. Rồi. Tại vì cái chân yếu của chú anh chị rồi chỉ ít có đi lại được lắm. Con cảm ơn chú ơi. Trời ơi. Rồi em vô liền nha anh. Rồi vô đây nằng lùng ơi. Bây giờ em cầm máy giùm anh đi. Một chút nữa chị lấy cái bộ đồ mà nãy Hậu Giang lựa đó. Bộ đồ lớn đó. Rồi cho anh Hiền ảnh mặc cái vừa không? Vừa thì mới Hậu Giang ra ngoài mua thêm 9 bộ nữa. Cô ơi. Chị Châu Nguyễn kêu mua 10 bộ cho anh Hiền. Trời ơi tội nghiệp cô quá. Rồi nàng lùng tới đây là ngồi vậy cô chú anh chị. Cô ngồi đi cho khỏe cô. Dạ.
Rồi cái anh Hiền anh vô, anh Hiền vô cô chú anh chị ơi. Rồi vô nhà hả? Dạ. Ờ, vô. Cố lên. Bữa nay hát tóc tài đẹp trai quá rồi. À, cố lên. Sinh hoạt của anh hàng ngày vậy đó cô chú anh chị, thương lắm cô chú anh chị ơi. À, cố lên à. Thấy anh nhẹ nhẹ em bồng anh vô luôn à. Bởi vậy em thấy anh Hiền lớn mà cái này em thấy nhỏ này. Cái quần là hết số rồi. Nè dạ bây giờ anh mặc vô thử đi à. Đâu có thử được, anh mặc là không có mình anh mới mặc được. Không mặc chồng vô luôn. Em nghĩ là chắc được đó. Kéo anh kéo giãn ra coi. Nó cho bá luôn mà. Bây giờ gì nè. Thọc thử cái áo này vô coi. Anh thọc thử cái áo này vô. Hỗ trợ bà con ơi. Trời ơi mệt quá, tội nghiệp quá. Nhà này không ai cũng yếu chân cô chú anh chị. Phạt đồ con. Làm nghe. Cái áo này là cái màu em chịu dữ lắm luôn đó. Hồi rồi anh thở rồi kìa. Đâu. Xe là nhất luôn đó. Đâu kéo xuống đây giáp cái bụng không? Ừ hy vọng là xuống cái bụng cô chú anh chị ơi, cái bụng ở đời to quá trời luôn rồi. Cô thử ra cô. Ủa áo này đẹp quá ta. Đẹp. Hả? Đẹp. Rồi cảm ơn chị Trong Nguyễn đi. Cảm ơn chị Trong Nguyễn. Rồi chị Trong Nguyễn mua cho anh 10 bộ đó. Dạ, dạ. Bây giờ em lấy một bộ là thử cho anh thôi. Dạ, dạ. Rồi sao thấy vừa ý không? Vừa ý. Đẹp không? Đẹp. Thôi ngon lành trời. Dạ. Ừ cho em 2 bộ nữa. Dạ dạ. Mà bự quá em không có mặc được. Dạ dạ. Dạ dạ. Cái gì cũng già chân cô chú anh chị thương lắm. Còn nghe mà áo mới liền luôn nghe. Rồi ngày mai em đi chợ em mua cho anh một hồi thử cái quần coi sao. Cái quần là cũng hết số luôn rồi đó. Dạ. Hồi thử cái quần nghe. Hồi em giả bộ em nhắm mắt lại nghe. Em quay chỗ khác cho anh thử nghe. Giờ mất cỡ. Không, nó chưa phải thử cái quần đặng mặc nguyên bộ tao biết sao chứ. Hả? Không, thử mới được. Không thử lúc này chút xíu nữa tắt đèn thử. Hiểu không? Dạ thế à, biết ý lắm mà. À, trời ơi, thằng Lung ăn cơm gì chưa? Dạ chưa. Hả? Dạ chưa. Sao giờ này không ăn cơm? Dạ, còn hơi mệt chứ không mấy ăn. Tội nghiệp quá chị, bữa nay chị mặc dù chị không có đi nhiều mà em thấy cái chân chị yếu quá trời yếu dạ. Luôn rồi. Mừng quá không ăn cơm hay gì? Dạ đúng rồi. Mừng cũng phải ăn cơm chứ. Dạ trước không mới ăn. Trời ơi, thở ai cũng mệt chân của chú anh chị. Cô, hôm nay cô có niềm vui nè, niềm vui nè cô. Mừng quá trời. Dạ. Cô mừng quá trời hả cô? Mừng quá trời hả cô? Mừng lắm cô. Tối nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon nè à. Có cái niệm nằm rồi không có cắn lưng cô nữa ừ. Chút xíu nữa đem mền vô á. Rồi á con sẽ dọn dẹp rồi con trải cái niệm ra cho đêm nay cho cô ngủ luôn nghe à. Dạ. Đây là món quà của cô Hạnh Nghiêm bên Úc đó cô à. Mua là gạo nè. Rồi dầu ăn. Rồi tất cả chén đũa nè, rồi gạo, đó, mùng mền chiếu gói để cho cô với cho chị Hoa Hậu với anh Hiền. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô Hạnh Nghiêm, dạ cô Hạnh Nghiêm bên Úc hả cô? Cô Hạnh Nghiêm bên Úc đó, cô cảm ơn con nhiều không? Nói chung là con chia sẻ gia đình của cô là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là thương gia đình luôn. Thật sự là cô lớn tuổi rồi mà còn đúng là cái tuổi này là được hưởng phước từ con cái rồi. Mà cô phải hàng ngày phải vất vả, phải cơm nước, phải lo là cho anh Hiền như vậy rồi cũng không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Con thấy con rất là thương cô luôn. Cảm ơn con. 76 tuổi đó cô chú anh chị, đi lưng còm hết trơn rồi đó. Mà có được nghỉ ngơi đâu. Rồi cô chú anh chị thấy là đây, ngủ sáng hôm gian có ghi hình, ngủ á. Chỉ có một dọn dẹn một cái gói này thôi. Đó mà cái gói nó đen kịnh như vậy nè. Cô chú anh chị không có áo có gì chân á. Thì khi mà Hậu Giang vô rồi Hậu Giang thấy là thì rớt nước mắt cô chú anh chị. Đó, còn đây là cái chỗ anh Hiền nè. Chỗ anh Hiền ngủ á. Nó ngay á thì Mạnh Thường Quân cũng muốn mua cho anh Hiền một cái niệm để cho anh nằm im. Nhưng mà anh Hiền thì sợ ảnh đi vệ sinh nhiều khi là anh không có chu đáo được cô chú anh chị rồi cho nên ảnh chịu nằm chiếu hơn. Đó thì Hậu Giang cũng theo ý ảnh là mua cho một anh Hiền một cái gối ôm, một cái gối nằm nè. Hôm nay có gối hơi. Tuyệt vời luôn. Quá vui rồi. Sao mà chị Hoa Hậu? Dạ.
Hả? Dạ, vui. Vui hả? Dạ. Dạ vui không à hả? Dạ, ngày hôm nay rất vui và rất mừng đó. Rất vui là rất mừng hả? Dạ. Bữa nay Hậu Giang dắt gì để chị mỏi chân dữ không? Dạ, cũng hơi mỏi. Thôi, lần đầu tiên mà trai lâu năm nắm tay đi chợ có mắc cỡ không? Dạ không. Hả? Dạ không có mắc cỡ mà tại vì mỏi chân quá nên nghề vậy thôi chứ không có mắc cỡ. Vậy đó hả? Dạ. À, em nghĩ chị như là một người chị, nói chung là cái gì hỗ trợ được cho chị thì Hậu Giang hỗ trợ hết mình. Dạ. Dạ, thấy cái chân chị yếu quá, chị thật sự là không thể nào chị đứng lâu được. Rồi bây giờ em ơi, em cầm máy cho anh đi. Cái này gì em? Cái đó là hóa đơn của chị Phong Huệ đưa đó anh. Để em coi lại coi đúng không? Hóa đơn đồ đó hả? Để em coi lại. Đọc đây, đọc đây. Qua đó ngồi đi em. Để đại đó đi chị. Để em coi. Cái này mùng. Ừ. Một cái 200, ba cái 600. Với gói ôm. Gói ôm là một cái 80, ba cái 240. Rồi gói nằm một cái 40, ba cái là 120. Chiếu một cái 100, ba cái 300. Rồi niệm cao su non, một cái niệm là 1,6 triệu. Với áo gói với gói ôm với gói nằm 6 cái 50. Còn là sao mà 300 mà chị ghi có 150 à? Dạ. Chị tính nhầm 150 rồi anh. Thôi phạt đậu con. Tại vì một cái 50 mà 6 cái. Chị ghi 150 ở đây. Có gì ngày mai mình trả thêm. À có gì thì trả thêm cho chị. Còn là một chút, đúng rồi, một chút nữa mình. Còn hỏi anh có lộn thì trả cho anh chứ không có gì đâu. Nè, rồi cái đây là cái hóa đơn mà nãy mình mua trong tiệm tạp hóa đó. Là cái này tổng cộng chị cộng là 3,10,000. Mà chị lấy là 3,000,000, chị bớt 10,000. Rồi. Còn cái này trong tiệm tạp hóa để em coi lại. Một canh dầu 180. Một bọc bột ngọt 33,000. Một xà bông 135. Một dầu gội 120. Hai chai nước tương 44,000. Với một chai gì? Một chai dầu ăn 5 lít hả em? Một chai dầu 5 lít 75,000. Ừ. Với một cước chùi 5,000. Với cái này nửa ký tỏi. À. 24,000. À, tổng cộng là 616,000, chị bớt làm 16,000. Chứ hồi nãy mình mua gạo là nhiêu? Chị lấy 600. Hồi nãy bao gạo là 10 kg phải không? Bao 1 kg 26,000. Bao gạo 260,000. Rồi, thì là cái này là phần của cô Hạnh Nghiêm đó cô chú anh chị. Chén là 250,000. À. Trong đó cô Bảy Danh nó ở chỗ chợ bán đó là bớt với cho thêm mấy cái chén, mấy cái dĩa, mấy cái tô nữa đó. Không, cho thêm là 4 cái dĩa. Tại vì tô mình đã có mua rồi, cô tặng một cái dĩa lớn với 3 cái dĩa nhỏ. Cảm ơn cô rất nhiều và cô bớt tiền rồi cô còn tặng nữa đó cô chú anh chị. Cô bớt tiền rồi cô tặng thêm nữa chị. Rồi bây giờ nè, chút xíu nữa thì đem 3 cái mền vô rồi hỏi anh kê anh chị có tính lộn không. Thì mình nếu mà tính nhầm á, thì mình trả tiền... thêm lại cho anh chị để công tơ nghiệp. Tại vì chị ghi trong đây là 50,000 mà 6 cái mà chị ghi có 150,000 à. Đúng rồi. Chắc chị tính lộn. Rồi bây giờ Hậu Giang sẽ. Cô ơi. Con để cái chiếu này ở dưới này luôn ha cô. Dạ. Cô tính mà chùi rửa rồi mới để dạ. Lót chiếu chị luôn đi. Cái chiếu cô để dưới mà cô ơi, con thấy cái giạc của cô phạt độ con. Đây cô chú anh chị. Chứ phải mua cái giạc rồi cô chú anh chị ơi đây nè. Vì rồi sao được cô? Cái giạc này nó bị... Thầy cô lên đại chắc... Dạ, cái giạc này con thấy rụng răng trơn rồi. Mà để cái niệm lên sao nó nặng nữa đó. Bây giờ chắc có lẽ là đêm nay cô ngủ lấy ngày cái niệm mới luôn đi. Còn cái bộ giạc này ngày mai tính sao? Với cái bộ giạc của nàng lùng cũng y gì không chị? Dạ, hơn nữa hả? Hơn nữa. Trời ơi, cô chú anh chị ơi, bộng hết trơn rồi. Thôi bây giờ để cái chiếu ở đây con sẽ kéo cái niệm này ra. Đây cô chú anh chị cái gói nè. Cái gói của cô ngủ nè. Đó bây giờ cái gói này
những cái mà cô ơi, những cái gói mà nó cũ quá gì nữa nữa con xin phép con gom ra con đốt nha cô. Giờ cô có đồ mới rồi nha. Dạ dạ, để nữa con sắp xếp lại cho cô hết nha. Cô lấy giùm con cây dao ai phạt đồ con. Cô có cái quạt ba tiêu nữa nè, cái quạt ba tiêu bằng cái thùng mì cô chú anh chị. Em cầm xích ra chút, em cầm xa xa máy ra chút xíu. Đây cô cho con có cái dao cái gì không cô? Anh ơi. Dạ. Quá trời đẹp hả cô? Cô mơ ước, cô mơ ước. Trời tội nghiệp cô, không hồi sáng. Hồi sáng mà nói tới cái nằm. Cô mơ ước cây già thành hiện thực hả cô? Mơ ước thành hiện thực hả cô? Dạ. Ủa cô thấy ai mua niệm mà cô chạy đi coi? Dạ. Vì là cô ham cái niệm mà trước giờ hả? Ham đó tới giờ. Dạ. Trời ơi. Mừng mà đứng rung luôn cô chú anh chị. Cô mừng lắm, mừng dữ lắm cô. Mừng dữ lắm hả cô? Rồi, dạ. Vậy là cái này mình bỏ cái bọc này ra luôn chứ? Để đại đi cơ. Dạ. Để cái bọc này thì được chứ không phải là không được. Nhưng mà để cái bọc này sẽ hầm. Tại vì nó cái niệm nó cao su non nó có cái lỗ thoáng khí á, mình không có để. Hay là mình để cái mình lấy chiếc chiếu mình chạy. Không, để gỡ ra luôn. Không thôi. Ba gỡ anh. Để ngày mai á rồi em với anh còn dọn dẹp nữa. Hay để anh điện cho chị. Anh điện cho chị là anh muốn gỡ cái miếng bao bọc này ra. Dạ chị ơi, cái niệm này á là em gỡ cái bao này cái bọc này ra luôn à? Thì gỡ ra chồng vô. Không phải, ý em nói là gỡ bỏ ra luôn á. Nè. Đúng không? Dạ. Rồi có chị có. Gỡ ra chồng vô có được, để có hầm lắm. Dạ đúng rồi, để gì hầm lắm đâu có được đâu. Rồi chị lấy ba cái mền vô chùm em nghe. Tập chạy vô rồi đó. Dạ dạ. Cái áo niệm chị có gửi cái áo niệm vô cho em chưa? Có nguyên bộ á. Rồi kiếm đi nàng lùng, kiếm đi nàng lùng. Rồi rồi, chị mở cái bọc nó ra hết đi chị. Rồi rồi rồi, để em làm cái. Rồi ok chị. Dạ. Thật đâu con. Cô Vịnh đầu đó giùm con nghe cô. Tạm thời bây giờ anh đừng có lấy cái miếng cao su ở dưới da nha. Lớp đỡ thì tạm để ngày mai mình dọn về đó mình để xuống đây. Nói chung là con thấy cái giường của cô là không ổn rồi đó. Cái giường của cô là nó bây giờ nó yếu hết trơn rồi. Đi cái vô chúng em ơi. Cô mừng nè ha. Tối nay cô sẽ có giấc ngủ ngon nè. Không đợi không đợi anh vô mới được, anh vô anh phụ với em mới được. Anh ơi. Anh chủ ơi. Anh vô anh phụ mặc cái áo niệm với em luôn đi anh. Một hồi anh coi cái hóa đơn kìa chị có tính nhầm tiền không? Tính nhầm thì tính lại không sao hết, đó còn đó. Sợ là chị lỗ thôi. Dạ. Rồi cô kéo cái bọc lên đi cô. Không, lấy ra cô ơi. Có chứ, có trơn à. Kiếm đi cái nào. Nè áo gói nè. Áo niệm hả? Áo niệm có không? Dạ không. Rồi không có thì anh chạy quần nữa chứ sao vậy? Kiểm tra cho kỹ nghe nàng lùng. Dạ. Không có rồi. Dạ, không có.
cái này áo gối mà. Dạ. Còn gì nữa không? Có có cái bọc sau lưng anh, cái bọc gì kìa? Không, rồi rồi. Không chừng à. Không. Cái gối mà cái này là dây văn mùng nghe năng lùng. Còn thiếu cái áo nệm gì? Thiếu tuổi, thiếu tuổi. Cái bọc vàng. Bọc vàng vàng. Không có bọc vàng ở trên. Sổ ra rồi không có. Không có. Kiếm hết trơn rồi đó chị ơi. Có không anh? Có. Rồi phạt đồ con mừng quá. Có chừng con rồi đây đó. Dạ. Hôm nay nè, chắc cái bọc này. Để em. Thôi đừng xé, đừng xé. Để cái bọc có xài gì được xài. Anh kiếm mấy cái bọc đó hết đi anh. Cái niệm đẹp quá cô chú anh chị ơi. Không, cái này đây nè, cái này là gì đây? Hả? Rồi rồi, vô phụ với em nè. Mới mốt chắc áo niệm là hai cái gì anh? Cái đó em là cái hình như cái áo gối, cái đó gó, áo gối. Ủa cái này gì đây? Cặp gối, cặp áo gối, cặp áo gối cho nó trùng trùng bộ luôn. À cái này là năng lùng. Cái này là áo gối của mẹ nha. Cái dạ yếu nghe anh ơi. Cái dạ yếu lắm nghe, em không dám lên á. Bị em nhẹ quá không dám lên dạ. Dạ. Rồi để khui gói ra luôn, gói rồi. Anh chị chủ này thật là tốt lắm. Nhiệt tình luôn. Chị thì bán giá giá rẻ. Anh thì quanh đầu chạy đi cũng xa chứ đâu giờ. Rồi ôi tuyệt vời, còn bây giờ để Hậu Giang khui gói hơi anh ơi. Đây, khui gói hơi. Để anh khui đây 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 đây. À, cái này của mẹ nè nghe. Dạ, đây là cái gối ôm á anh khui một cái gối hơi cái ôm á là cái đó của cô đó. Ủa, sao cái này tới hai cái rồi cái áo kia đó. Không sao, ví dụ như mình mua đồ á mà mình mua của anh chị gần ở đây á mà lỡ như có thiếu mà có gì đó thì ra ngoài không sao hết. Rồi gối hơi là em cũng chịu nằm gối hơi gì nè. Nó mềm á cô, nằm nó im cái đầu lắm. Cậu ơi vậy là lộn rồi. Lộn sao? Cậu bỏ tới hai cái này. Hai cặp, một phải rồi, một cặp luôn mà. Dạ, à, một cặp luôn hả? Đúng rồi. Một cặp cho nó trùng á. Vậy là còn cái áo. Còn cái này, áo gối nè, gối nằm. Gối hơi ôm. Gối hơi ôm. Ngon lành, ngon lành. Cô ơi, cái gói này nằm im cái đầu dữ lắm luôn cô. Rồi tối nay là văn mùng mới luôn nghe cô. Anh Hiền nè, văn mùng mới nha. Rồi một chút xíu nữa thử cái quần đó coi vừa không, đặng biết ngày mai em đi mua. Sẵn anh phụ với em mặc mấy cái này vô luôn hết anh ha. Dạ. Tại để nàng lùng cái tay cũng yếu lắm. Đây có một cái. Dạ. Gói ôm này chồng luôn hả chị? Gói ôm. Dạ dạ anh lấy ra hết giùm em luôn đi. Tại vì ở nhà là chị Hoa Hậu này cái tay chị yếu xìu à. Chị Hoa Hậu là cái này của chị nè. Đưa đây em mặc cho. À, cái nào có ôm của chị đâu chị đưa, cân cặp của chị đâu. Rồi ngày mai vô khám phá cái bộ giạc nha. Rồi. Nó rụng gan hơn cái này. Rụng gan hả? Trời tôi nghiệp không? Tối nay anh Hiền sẽ có cái mùng mới ngủ. Không còn cái mùng gách nữa nha. Phạt độ con sao em mặc sao rồi trời.
Dùng đại vô kìa, dùng đại vô dữ chưa. Cô ơi, cô ngồi nghỉ, cô ngồi nghỉ đi cô. Cô ngồi nghỉ đi. Cô ngồi nghỉ đi, cô để cái đó con làm cho. Cô có biết. Lâu quá không có thấy đi trên chợ nữa. Đây nè. Cái này quà này của Năng Lùng xong rồi nè Năng Lùng ơi. Đây. Cái đó của anh Hiền đó. Của anh Hiền. Đây Năng Lùng, một cái gói. Cái này có cái gói ở chưa? Đây cầm cho. Của anh Hiền. Rồi à. Cái nãy cái kéo rồi cô. Dao nãy không lấy đâu. Đưa em. Rồi qua đây cô chú anh chị ơi. Mình sẽ cắt. Rồi anh Hiền. Thay mùng mới nghe anh Hiền ơi. Mùng mền. Đâu cái gì cũ là em bỏ ra ngoài hết nha. Cái này nó lót nó ngủ. Dạ thôi cô ơi, không có lót nữa, nằm gối rồi cô. Cái nào mà nó cô ơi, cái nào mà nó cũ quá dạ thôi, để cái nào cũ quá nữa để ngoài bỏ đi cô. Mình đã mua đồ mới rồi để cho anh á là cũng sạch sẽ luôn nha cô. Dạ bỏ ngoài đi cô. Rồi anh Hiền không có tiếc nghe, không có tiếc nghe, bây giờ là mua cho anh những gì mới sạch sẽ luôn cho anh nha. Cái nào cái mời cô đốt giùm con nghe cô. Dạ. Dạ dạ, tại vì cũng lâu quá, cũ quá cô chú anh chị. À, cái chiếu đâu ta? Dạ. Cái chổi đâu à? Đây nè. Đó đó, ba cái gom đầy đủ rồi đó. Dạ. Con. Khăn nè cô ơi, mấy cái này con để ngoài hết nha cô. Dạ. Nghe anh Hiền. Dạ. Dọn dẹp cho sạch sẽ nha mời. Trời ơi. Sao mà lớn còn có chơi cây búa gì nữa ta. Cây búa nó dần lên nha. Thôi cái bị này nè. Cái bị này đựng cái gì. Thôi bây giờ gì nè. Muốn cái bị thì mới mốt em mua cho cái bị mới. Nha, cái bị này quá cũ rồi. Ha, bây giờ anh lấy đồ ra đi. Lấy ra nha, ngày mai dứt khoát là phải bỏ cái bị này nha. Cho sạch sẽ hết luôn ha. Rồi muốn em mua cho cái bị mới. Đồng bộ nè, của bạn nè. Đây. Rồi xong. Chiêu Năng nha. Năng Lùng ơi. Năng Lùng bộ chiêu quét nhà lau nhà gì sạch trơn vậy? Thôi cái này để xích ra ngoài này đi, để con quét ra ngoài cô ơi. Rồi để con bỏ đồ ra ngoài. Không chiếu thì dư không có sao đâu. Dạ anh khui ra giùm em luôn đi anh. Dạ. Dạ tới rồi đó cô. Dạ. Cảm ơn anh nha. Anh em mình nè. Anh hỗ trợ với em tối cho cô với anh Hiền có được là giấc ngủ ngon. Dạ. Dạ. Thôi chiều cô quét nhà, cô lau nhà sạch luôn gì đó cô. Dạ ai cô? Trời ơi vậy hả? Rồi. Anh Hiền qua đây. Anh Hiền qua đây. Rồi đây. Có đồ mới nghe, cho cấp cho cái mền luôn đi anh. Đây, qua đây. Thôi qua đây chút đặng thay cái quần. Chút thay. Chút tắt đèn mới thay được. Tắm rồi. Tắm rồi. Đây, cái mền đây.
Đó. À, đây 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 của chú Hiền cái sâm nè. Rồi. Trời ơi áo còn tem. Ôi rồi cái áo còn tem. Cái áo là mua hết số rồi đó cô. Dạ. Không chặt không chặt, vô nữa nè. Vô nữa nằm coi gối thử trải nghiệm coi nó im không. Sao lấy quần cái gì che quần hoài vậy? Che đít hoài vậy? Vô đi. Nằm xuống ơi. Nè. Thử coi. Nè, 2 3 ngã xuống, ngã xuống. Nó chưa mắc cỡ lắm, mắc cỡ. Mắc cỡ không? Rồi tối này có đồ mới rồi nghe. Những cái khăn. Rồi nằm ghế. Ừ. Ra. To. Quay đây em. Đó. Ờ nằm hai đưa nằm đưa hai cái giò gì đây hả? Dạ, bị điện vậy hồi nhỏ. À, ừ. Ủa nằm nghiêng cái gì ngủ nằm nghiêng á sao? Ủa gì gì rồi sao? Đứng lên gì đây? Đó, đâu đứng lên sao đâu? Đó, đó. Vậy là nằm là hai cái giò dựng lên. Giò nó phải dựng lên. Dạ. Dạ. Hàng chỉ mắc cỡ không nằm mà đâu có ai cười đâu. Cô chú là thương anh không hết, không ai cười anh hết trơn á. Cô. Cô lên đi cô, rồi em khoan nữa. Nè, cho luôn đi. À, em à cái đơn hồi nãy đâu em đưa anh coi kia, hồi nãy là có tính lộn tiền của chị không? Chị có tính lộn không chứ không phải là. Coi lại giùm em. Tại vì chị ghi là một cái 50 mà 6 cái chị ghi có 150. Mùng 3 cái 600 đúng rồi nè. Dạ. Ôm hơi 3 cái 80, 240. Dạ. Cái nằm 3 cái 40, 120. Dạ. Chiếu 3 chiếc, 900, 300 đúng rồi. Niệm cao su 1 cái 1 triệu 6. Còn cái gối. Áo gối gì? Ôm với gối nằm. Dạ. Gối ôm gối nằm 6 cái, 5... 50, 56, 30 lần mà sau này có 150 hả? Anh điện cho chị coi, có không sao, đây còn đây. Đúng có rồi. Dù có nhầm thì em gửi thêm, không sao hết. Không sao hết. Bởi vì sợ dù chị bán thì chị bán cái giá cũng mềm rồi. Ừ. Mà lỗ nữa tội nghiệp anh chị. Ừ. Dạ. Rồi năng lùng chút xíu nữa văn mùng mới luôn nghe. Em tính cái gì nè, cái này cái gối ôm với nằm 6 cái 50 mà sao có 150 hả? Đây em tính lại cái đó là cái vỏ anh ơi. Cái vỏ hả? Rồi vậy là không nhầm. Vậy là không nhầm phải không? Hả? Cái vỏ là 6 cái 150 phải không? Rồi sao nữa? Rồi sao để 6 cái? Thì 3 bộ á, nghĩa là 6 cái. Dạ. 6 cái. 6 cái là nhiêu tiền? Mỗi bộ 50. Ờ thì gì? 3 bộ nó 6 cái. 3 bộ 150. Và 3 bộ nó là 6 cái hả? Dạ. Tại Rồi vậy là không có lộn phải không anh? Không có lộn. Vì ba cái mền là hồi nãy nói là 300 phải không? Rồi Hậu Giang sẽ gửi. Gửi 300 luôn. Vậy là chính xác, tại vì dạ. Chỉ ghi đường chỉ tính ngã. Dạ. Thay vì ta ghi 3 bộ đi. Dạ đúng rồi. Mà này ghi 6 cho nên nó là nó bị nhầm ở chỗ này 6 dạ. Năm tới 30 lần mà 6 năm có 15 à. Dạ. Cái này để sửa lại nó thành 3 bộ. Dạ không sao đâu anh. Đâu có gì đâu. Rồi em gửi cho anh 300 ngàn thêm 3 cái mền ha. Rồi thêm 3 cái mền. Dạ. Ok anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều lắm nha. Chúc anh cửa hàng của anh chị luôn mua may bán đắt nha. Dạ. 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 Cảm ơn anh. Dạ. Vậy là xong rồi anh về đi chưa? Dạ dạ xong rồi đó anh. Vậy là xong rồi. Dạ. Còn mấy cái đồ này thì em kiểm. Dạ nha. Dạ dạ. Nói chung là không có thiếu gì đâu. Dạ. Rồi anh về phản nha anh. Rồi ok nha. Cô ơi, kêu hết gia đình về. Cô lên chinh giạc cô nằm thử thôi. Cái lần đầu tiên á, phan con đợi con cái. Lần đầu tiên á mà lên cái niệm nè, thì cô lên cô nằm đi. Để cô thấy như sao.
cô quá trời đẹp rồi con. Quá trời đẹp rồi hả? Trời ơi mừng quá ha. Y ngon lành nha. Rồi cô lót cái gói cô nằm cây. Cô lót cái gói cô nằm cây. Cô thấy cái gói mềm không? Mềm. Dạ, cô mua gói hơi á, nằm im lắm. Quá trời êm rồi con. Quá trời êm rồi hả? Đâu? Trời, ngon lành tơi. Đó, rồi thử ôm cái gói ôm kia nó mềm mại, cô thấy cô chịu không? Chịu. Dạ. Êm lắm. Im lắm ha. Ừ. Hồi sáng mà nói mua niệm cho cô chú anh chị, cô mừng cô khóc luôn, tội lắm. Anh ơi, đồ này nữa. Còn gì nữa vậy? Quên nữa, còn xà bông. Rồi, ngon lành rồi hả cô? Ngon lành rồi con. Rồi, chút xíu nữa con sẽ dăng cái mùng mới cho cô ngủ luôn nha. Ừ. Cái mùng à... Để cô dăng. Dạ thôi, để con hỗ trợ tiếp cho cô. Rồi, để chút xíu coi anh Hiền, ảnh thử cái quần cái dừa không? Đặng ngày mai con đi mua cho ảnh là chị Châu Nguyễn kêu con mua cho ảnh 10 bộ. Dạ. Vậy là cô nằm cô chịu, cô vừa ý rồi phải không? Vừa ý rồi. Đêm nay cô có giấc ngủ ngon và mai mốt cô nằm niệm không có còn cắn lưng cô nữa. Không có cắn. Dạ. Cô nằm này, nằm thẳng gì được này không? Dạ. Không có cái này, cô nằm nghiêng không à? Vậy đó nằm cô. Nằm nghiêng bên vậy. Tại vì cái lưng của cô bị nó lõi xương á ngoài. Dạ dạ nó bị gù đó con thấy cô bởi vì cô đi khum không à. Ừ. Dạ. Mừng quá ha cô. Mừng. Dạ rồi cái mền nữa nè, thử cái mền coi, trời ơi cái mền mới. Quá trời còn mền. Thơm mùi vải luôn cô chú anh chị ơi. Quá trời. Cảm ơn cô Hạnh Nghiêm rất nhiều, cô Hạnh Nghiêm ơi. Món quà quá ý nghĩa cho gia đình của nàng Lùng luôn. Cô chú anh quá chị ơi. Quá trời mừng lắm. Quá trời mừng hả cô? Ừ, cô mừng lắm. Dạ, tối ngủ niệm Phật nha cô. Ừ. Dạ. Ở nhà mình á là thôi cô ngồi đi. Ở nhà mình cô có hướng Phật có thờ Phật không? Cô một lần thờ mà bây giờ nó rớt cái đó hết thì cô đãi đại vậy chưa có thấy. À, nếu như bây giờ có cô chú Mạnh Trường Quân bây giờ con nói thẳng luôn cô Hạnh Nghiêm hỏi là cô có muốn là thỉnh Đức Phật về thờ không, mẹ Quan Âm á. Mẹ ơi, cô muốn lắm, cô dạ. Cầu giải cho chúng số hoài luôn đặng thỉnh rồi, mẹ lại. Dạ dạ. Vì thì phải khi mà thỉnh Phật về phải có một nơi để mà trang nghiêm để mình thắp hương mỗi ngày cô. Điều này cô cũng chịu. Muốn hồi trước giờ hả? Muốn hồi trước tới giờ. Bây giờ con mà không có trúng á con. Dạ thôi mình đừng giá trúng số. Con thấy cái tủ đó là không thể nào mình để nơi thờ Phật được rồi. Còn đây là hình của ai cô? Ông chồng cô dạ. Đó. Nơi thờ Phật thì phải để cao hơn chút xíu. Dạ cao hơn. Ở đây thì con thấy là cô để cái hình của chú ở đây rồi có thể là thờ Phật á là phải để cao hơn chút xíu. Dạ. Rồi để mai mốt con còn ở đây nè thì con coi con dọn dẹp con để con sửa sẵn tiếp cái nhà của cô ha, cho nó hoàn chỉnh luôn chứ con cũng biết là cô cũng lớn tuổi rồi, chị Hậu thì đi bán vé số hàng ngày. Thì cũng đâu có dọn dẹp phụ tiếp cô được. Đó. Cô vừa lo cơm nước cho anh Hiền nè. Rồi nhà cửa nữa thì còn nói chung cũng bộn bề. Đó, để cái nào nữa con tiếp cô được câu tiên con tiếp cô ha. Rồi hôm nay thì ngon lành. Rồi đưa em cọng dây ra chị. Cái này là phải hai cọng dây mới được đặng mình. Mình nói ra ở ngoài cho nó xa. Rồi tối nay anh Hiền... ngủ mùng mới ngon lành nha. Đây cho em cầm nữa đi. Cô ơi này cột đâu vậy cô? Mặc độ con cột đây hả cô? Trời ơi cái mùng đẹp mà văng gì xéo xẹo rồi. Dạ. Rồi không dây không có thiếu đâu chị. Ngày mai mình kiếm tiếp nữa. Rồi. Nói chung là tạm thật của chú anh chị. Cái mùng đẹp lắm mà. Tại vì văng xéo chứ đúng ra phải thẳng thốn gì nè. Rồi tối cô tắn lên mũi nha cô. Rồi anh Hiền. Anh Hiền ơi. Dạ. Đây cô chú anh chị ơi, chị Châu Nguyễn ơi, bộ đồ rất là vừa luôn. À anh thấy vừa không? Dạ. Quần thun số hết đát, mời mua cho anh 9 bộ nữa. Dạ. Mua đen đen gì ha? Dạ. Chị Châu Nguyễn kêu mua cho anh làm đồ thun bộ. Thì nó ngay nó cũng giãn, dạ. Giãn theo thời gian. Dạ. Nhưng mà em cũng hết cách rồi lựa số lớn nhất cho anh rồi. Dạ, dạ. Ngon lành không? Dạ. Thấy có cắn cắn chỗ nào không? Dạ. Hả? Có kẹt kẹt chỗ nào không? Không phải không? Vậy là ngon lành. Dạ. Rồi cảm ơn chị Châu Nguyễn đi. Nguyễn. Dạ cảm ơn chị Châu Nguyễn. Mời mua cho 9 bộ nữa nha. Dạ. Lựa bộ
tối tối gì nè cho đẹp. Anh Hiền. Đồ này nè anh Hiền à, đồ này là cầu thủ đá banh luôn, mốt mình khỏe mình đi đá banh luôn nha. À. Anh Hiền, chị Châu Nguyễn nói thương anh lắm đó. Tội nghiệp bữa nay chị cô chú anh chị thấy không? À, Hậu Giang hớt tóc nè, cho đẹp trai, cào râu, làm móng vệ sinh sạch sẽ trơn luôn nè. Rồi á, là mai mốt á, đi coi vợ. À, tính với Hậu Giang rồi đi coi vợ ở tới Cà Mau lần. Phải không? Cái gì cũng giả chứ. Rồi tối nay à, những cái đồ nè, những cái khăn, những cái đồ cũ nè là anh không giữ lại đây nữa. Bây giờ phải để cho nó sạch sẽ, nó vệ sinh luôn nghe. Ngủ mền chiếu gối mới của cô Hạnh Nghiêm nha. Từ đây là ngủ làm đồ ngủ đồ mới hết. Cái gì mới mua là ngủ hết nha. Không có cách nghe. Đó rồi à, chị Hậu ơi. Đây là xào bông, dầu ăn nha. Rồi nữa chị sắp xếp lại nha. Xào bông, dầu ăn, nước tương ha. Tối nay cô ngủ ngon này ha. Cô ngủ ngon rồi ta. Dạ. Con mua cái mùng quá trời tốt. Dạ. Cái mùng của cô Hạnh Nghiêm. Dạ. 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 Để con đi mua đó, mua đồ tốt không? Dạ. À, cũng tối nha cô chú anh chị, à, Hậu Giang cũng đã vô sắp xếp cái chỗ nghỉ cho cô rồi. À, cũng có hôm nay có cái niệm cũng là cái sự ối của cô trước tới giờ thì cũng đã thực hiện được rồi hả cô ha. Được rồi. Dạ. Dạ. Con chúc cho cô buổi tối này có giấc ngủ thật là ngon nha. Chúc cho cô luôn được nhiều sức khỏe. Rồi chị Hậu sắp xếp ha, sắp xếp đồ đạc ha. Cái này là khăn lau chén nè, của cô đã tặng cho chị với tặng cho bốn cái dĩa. Hai cái khăn lau chén, một chục chén nè, hai cái tô lớn, hai cái tô nhỏ, hai cái chén muốn nước mắm nghe, rồi đũa muỗng có đầy đủ trơn rồi đó. Không thiếu cái chi. Đây nè, chén này là dĩa muốn nước mắm nha. Đó, còn có mấy cái tô, mấy cái dĩa đó. Ngày mai chị có đi bán vé số không? Dạ có. Ngon lành ha. Có điện thoại rồi, có điện thoại rồi mới chuột cái điện thoại rồi. Gửi lời cảm ơn chị Châu Nguyễn bên Mỹ đây, chị đã gửi tiền cho chuột cái điện thoại cho chị đó. Cảm ơn chị Châu Nguyễn giúp đỡ cho em được cái điện thoại đem về. Đặng em sử dụng coi giờ với là coi ngày, đặng em đi bán cái số mừng đêm mừng hôm. Rồi cảm ơn cô Hạnh Nghiêm. Dạ cảm ơn cô Hạnh Nghiêm vì những món quà của cô. Món quà của cô đem đến cho gia đình nhà của con ngày hôm nay. Thì rằng cô chúng con hạnh phúc mà con cảm ơn cô rất nhiều. Cô không biết nói những đây gì. Đây là những lời chân thật của chị Hoa Hậu đó của chị. Chị Mai ở Hà Lan. Dạ chị Mai ở Hà Lan đã gửi cho chị 1 triệu để mà làm vốn, bán vé số. Cảm ơn chị Mai cho em một số tiền 1 triệu đặng em làm vốn, em đặng vé số em bán để kiếm thêm hàng ngày nữa. Dạ. Em Hài ở Đồng Nai. Thì cũng như là em Hài ở Đồng Nai luôn. Cũng như là sáng cô Hạnh Nghiêm có điện cho Hậu Giang đó của chú anh chị. Giờ cô Hạnh Nghiêm có hỏi là nói với Hậu Giang là nói với gia đình là có chịu là thỉnh Đức Phật mẹ về thờ không? Dạ muốn. Muốn lắm hả? Dạ, em biết kê, lắm mà em chị cái đó bể hết trơn rồi. Rồi. Dạ. Em biết là chị mừng lắm luôn à. Khi mà cô Hạnh Nghiêm mà khi mà nghe được cái những lời chia sẻ từ cô, từ chị nè là cô rất vui tại vì cô cũng là một người hướng Phật. Dạ. Dạ. Rồi ha, vậy là thôi cũng tối rồi cô ơi. Ừ. Còn chúc cho cô ngủ ngon, chúc cho anh Hiền ngủ ngon. À, chúc cho chị Hoa Hậu một buổi tối này ngủ thật ngon. Có này dạ con thì bị con hơi ốm nó chảy mỡ dữ lắm cô. À, tối nay có mền có gói ngon lành rồi ha. Dạ. Những gì cũ quá thì thôi bỏ đi ha. Dạ. Để cho nó gọn gàng, nó sạch sẽ trong cái ngôi nhà mình. Dạ. Mai mốt thì em sẽ phụ là dọn nhà của chị sạch sẽ luôn ha. Dạ. Phụ với cô. Dạ. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị xa gần đã luôn chia sẻ với đồng hành cùng Hậu Giang. Hậu Giang cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ. Dạ. Bye bye cô chú anh chị.